Hiroshima Tokyo Rio と Toyota Honda Doraemon. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với ST Kids TV. Và ngày hôm nay chú hề ST sẽ hướng dẫn cho các bạn tạo hình chú mèo máy Doraemon. Chúng ta cùng bắt đầu nhé. Để tạo hình được chú mèo máy Doraemon, chúng ta cần có một quả bóng màu xanh dương, một quả bóng màu trắng và một quả bóng màu đỏ. Chúng ta cùng theo dõi nhé. Đầu tiên chúng ta thổi hai quả bóng màu trắng và màu xanh dương lên. Mỗi quả chúng ta thổi khoảng nửa quả thôi nhé. Khoảng nửa quả các bạn nhé. Tiếp theo quả bóng màu trắng, nửa quả nhé. Đầu tiên chúng ta tạo một đoạn ngắn khoảng 3 ngón tay. Đây. Ở đây ta tạo một cái khóa bóp mềm các bạn. Tạo một cái khóa 2 ngón tay. Càng mềm càng đẹp. Đẹp các bạn. Tiếp theo quả bóng màu trắng ta cột vào cái khóa này. Rồi. Ở đây ta có màu trắng, ta cũng tạo một cái khóa bằng khóa màu xanh hai ngón tay. Tiếp theo chúng ta vặn hai con mắt của Doraemon. Đây khoảng là một ngón rưỡi thôi các bạn nhé, một ngón rưỡi thôi, nhỏ nhỏ xinh xinh thôi các bạn nhé, hai quả nho. Tiếp theo quả bóng màu xanh ta cũng tạo khoảng ba ngón tay, ta sáu vào đây. Quả bóng màu trắng ta cũng tạo một đoạn khoảng 3 ngón tay bằng với cái bên này. Màu xanh, 3 ngón tay tương tự. Xoắn lại. Và tất cả ta xoắn chung vào cái cổ này các bạn nhé. Quấn vòng tròn đây, xung quanh nữa. Và ta cột vào cái cổ. Đây. Ở đây màu trắng ta tạo cái bột cũng khoảng 3 ngón tay. Màu xanh là xanh dương cũng 3 ngón tay. Rồi. Xanh dương vào ngược lên. 3 ngón tay vào ngược lên. Cuốn vào cái cổ.
đây, màu trắng này, ta tạo hai cái bàn chân của Doraemon bằng một cái khóa vừa to vừa bẹp bao dài. Thêm một cái khóa nữa. Vừa to vừa bẹp các bạn nhé. Và màu xanh này chúng ta tiếp tục đưa xuống bên dưới. Ba ngón tay. Tiếp tục đưa lên. Chúng ta xả hơi ở đây, cột cho nó bằng cái tay bên này các bạn nhé. Ok, bây giờ chúng ta thổi quả bóng màu đỏ lên để chúng ta lấy một đoạn nhỏ, một trái nho nhỏ, chúng ta làm cái mũi các bạn nhé. Sao cho nó tròn nhé. Chúng ta luồn qua lỗ này, đang sau kéo, chúng ta cột vô cái cổ lại. Bây giờ chúng ta sẽ vẽ mặt cho chú Doraemon nhé. Đây là hai con mắt. Chú mèo Doraemon đang đá lồng nghèo. Chú mèo có ba cái râu bên trái, ba cái râu bên phải, một cái miệng to. Có một cái túi thần kỳ. Chú mèo Doraemon đã hoàn thành các bạn nhé. Meo meo. Chú hề ST làm được, các bạn chắc chắn sẽ làm được. Chúc các bạn thành công. Xin chào thân ái và hẹn gặp lại.